Lê Phương khoe ảnh con gái đáng yêu nhưng bị Ngân Khánh trách móc. Những ngày đầu cô giấu kín mặt bé gái nhưng về sau này cô thoải mái chia sẻ cận cảnh nét đáng yêu của con cưng. Hiện tại Lê Phương chưa vội vã quay lại phim trường mà dành thời gian cùng chồng chăm sóc thiên thần nhỏ. Ngân Khánh trách yêu khi cháu gái liên tục được khoe ảnh. Thời gian gần đây trên trang cá nhân, nữ diễn viên Lê Phương hầu hết chỉ chia sẻ ảnh cuộc sống đời thường và con gái cưng chiếm diện tích nhiều nhất. Cô thích thú khoe cận cảnh mặt nhóc tì, bông chào cô chú đi con. Hay vào ngày lễ 20 tháng 10, người đẹp cũng đăng tải ảnh bé. Để gửi lời chúc đến mọi người, mẹ Phương gửi lời chúc đến tất cả phụ nữ Việt Nam ngày 20 tháng 10 thật vui, hạnh phúc và xinh đẹp như bông nhé à. Con gái đáng yêu với đôi mắt tròn xoe ngơ ngác nhìn mọi thứ xung quanh khiến ai nhìn vào cũng dành những lời khen ngợi. Ngay lúc này đây, bạn thân Lê Phương Ngân Khánh cũng nhanh chóng nhận bé bông là con của mình và trách yêu. Sao hình con tôi mà úp tùm lum vậy cô Phương? Đáp lại lời nữ diễn viên, bà mẹ hai con cho hay, ai biểu đi hoài giao cho bảo mẫu này chi, ráng chịu. Khá nhiều đồng nghiệp thích thú trước các biểu cảm đáng yêu của bé bông. Lan Phương, trời ơi giống cả ba lẫn mẹ. Quốc Trường, cưng kỳ trời ơi ha ha. Trịnh Kim Chi, cưng cưng quá. Phương Hằng thả tim thả hoa cho bông. Lê Phương hạnh phúc khi có chồng trẻ chăm sóc các con chu đáo. Nữ diễn viên gạo nếp gạo tẻ sinh con gái vào ngày 28 tháng 8. Ngay đúng vào sinh nhật của Lê Phương, đến nay cô vẫn dành thời gian ở cữ không vội vã quay lại phim trường, mà tập trung cùng Chung Kiên nuôi dưỡng thiên thần nhí. Cô luôn bày tỏ sự hạnh phúc vì trong lần sinh nở này người đẹp luôn có chồng và gia đình bên cạnh. Ông bố trẻ còn thể hiện sự khéo léo khi có thể lo lắng mọi thứ từ A đến Z cho bé bông, ru ngủ cho bú sữa tắm nắng, thậm chí còn lo nốt cho cậu con trai cà pháo.